Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Em là Sơn. Và trong video hôm nay xin tiếp tục giới thiệu đến anh em một sản phẩm. Đó là cái máy phát điện 3 pha, công suất là 50kW. Trước mắt anh em đây là một cái máy phát tổng thành, gồm máy nổ và cục phát này. Cũng tương tự như các loại máy phát khác thì máy tổng thành có đầy đủ các bộ phận, như đầu tiên là cái két nước này. Đấy. Còn đây là củ phát. Bên này là củ D. Củ D này là củ D 24V. Đây là em đã đấu điện sẵn rồi. Quay qua chi tiết cho anh em. Thì phía này còn có cái, đây là cái bô xả này, lọc gió đây. Đấy. Phía trước này thì đây là chỗ đổ nhớt này. Còn đây là hai cái đường dầu vào và đường dầu hồi này. Đầy đủ các lọc. Đây là cái gạt tay này. Còn đây là cái gạt tắt máy. Đấy, phía này là cái đồng hồ để đo điện này. Còn phía này là cái công tắc. Công tắc để đề nổ này. Đây, máy thì hiện tại là đang có sẵn tại hai chi nhánh của công ty ô tô Bảo Ngọc. Chi nhánh 1 tại Long Biên, Hà Nội, chi nhánh 2 tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Máy phát điện bên em có nhãn hiệu là Kasumi, hàng nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy. Hiện tại công ty em có nhập khẩu về các loại 30kW, 50kW, 100kW. Nhập sẵn tại hai chi nhánh để phục vụ nhu cầu của anh em, như phục vụ các trang trại chăn nuôi này, hay là các anh em đang làm công trình này, hay là nhà hàng khách sạn, vân vân, rất là nhiều các mục đích sử dụng khác nhau. Thì anh em có nhu cầu về sản phẩm máy phát điện 3 pha thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0962 820 686, hoặc là truy cập vào website xe ô tô tải chuyên dụng.vn để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em. Ngoài cung cấp ra các phụ tùng của các xe tải nặng ra thì bên em có nhập khẩu thêm cái máy phát điện. Hiện tại thì bên em đang cung cấp thêm cái máy phát điện của công lạnh, hàng đang sắp sửa về hàng. Thì anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trước. Thì sau đây em xin kết thúc video tại đây. Rất mong được gặp lại anh em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.